Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục làm video về game Land Zombie. Hôm nay mình thực hiện chơi trên phiên bản mod nha các bạn nhé. Thì đây mình sử dụng Garden Beer đây, Garden Beer luôn nhé. Đây là Cultivator, Cultivator. Ok. Thì bản này thì mình mod là Garden Beer nhá. Garden Beer đây. Đấy. Mình sử dụng họ nhà bia thôi. Tức là Team Beer. Rồi ok. Thì đây rồi, zombie bắt đầu xuất hiện đây rồi. Lượng zombie bắt đầu xuất hiện rất là nhiều đây rồi. Hàng zombie. Một loạt các con zombie. Zombie mình sử dụng là body zombie cũng như là spear toilet zombie. Đây, số lượng zombie xuất hiện rất là nhiều nha. Thì đây mình... Ui, khủng chưa? Kinh quá. Đây. Gắt bên kia nha các bạn nha. Đây là gớt gắt bên kia. Quá nhiều luôn. Đây là Cultivator nhá, Cultivator đây. Đấy. Uầy. Bắt đầu tiếp. Đấy, dồn dập tiếp. Dồn dập tiếp một hàng zombie. Zombie bắt đầu xuất hiện tiếp. Rất nhiều con zombie. À, chẳng chắc là zombie nhá. Đây là con zombie, chúng có lẽ thôi. Quá nhiều zombie luôn. Kinh khủng, kinh khủng chảo. Ok. Phía sau cùng là để tạo một cái vị trí rất là vững chắc cho cái map của mình đây. Ui. Thank you.
thì chúng ta cũng đã vượt đến 80% bye.